theo máy liên hợp nha. Miếng đất gần nhà nè, chào hú nhau. Sen hủ thước mớp của anh em đi lên đây thì miếng bên đây người ta đã cắt rồi, của anh khuôn rồi, còn cái khuôn bên này giờ anh em mình đi theo máy mình bắt, còn một lát nữa mình dẫn em bắp với lại củ cải cà rốt, nay củ cải cà rốt đi theo nữa, tập huấn cho hai em nhỏ, chút xíu nữa mình đi bắt hang. Cải đang chụp có không mà chụp mắt đuôi chứ hả? Mới đi tập huấn luyện cho nó. Ê hay, hay ta hay đánh ta. Hơi được ha. Được này, biết hơi chụp rồi, chở quá này. Củ cải với cả nhà, bên đây là cà rốt. Cà rốt biểu con biểu ơi. Nó ra ngoài con. Bác thì đi theo mớp kia. Đến dương pháp nè. Ê, mày chạy bá nữa. Chân lúa không chạy qua được. Tiêu hả?
từ từ lặn lên bắt lặn lặn cái tay nha, từ đó chính này đó, lặn vô lên rồi làm đầu đó rồi giỏi quá quá nữa. Ôi dữ lắm mẹ. Cái cầu mà như từ trước tới nay mới gặp đó nha. Một con mà wow, chuột rất là mập. Giờ anh em mình dẫn bắp với lại cô cải cà rốt đi theo vòng vòng mấy cái bờ danh nè, cho nó đánh hơi bắt hang nha. Nãy nó ngồi đằng bờ mít á, nó trốn mà nắng quá chịu nổi, trốn bờ mít rồi. Đang ngồi mát con bắp nó vụn chuột nhào ra đi. Lặn xuống mương rồi. Vô mé. Thấy hồng nhào qua bắp. Thôi lên đây không dễ rồi. Ê, lên đây không? Đứng dậy hả? Dậy. Chuột không sợ nhái hơn ếch gì nhảy á. Ếch nhảy á. Xuống mé. Bắp. Chứ nè hả? Trong mình á. Ờ vậy đó vậy đó. Hây. Đang con nữa vậy. Đang con nữa nè. Chuột nó nhảy đó nó đâm chết rồi. Đang con nữa. Đầu dưới này nè, dưới này.
Ồ, chạy theo đường nước này không quên. Đúng rồi. Còn nữa đó, còn nữa. Hay quá. Đừng con cũng bay lớn gì nè. Rồi. Lứa mà. Qua đây được không? Lứa đó là quyền đứa đó nó đây lặn ngược lại đó. Lên đây được không? Ổ ngay đây thì tới luôn bắp ơi. Đây con. Chạy tới luôn hả? Chạy nữa hả? Dạ con. Nhả con, nhả con. Đó nói đầu kìa. Hay quá bắp ơi. Thôi được rồi. Ôi. Bá lửa. Táp ngay đầu ha. Con nó ăn Phước ơi. Chín rồi. Kìa anh mới thấy qua kìa. Đi theo bờ này dài vô 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 vô, dài vô luôn đi. Cho nó mát. Cái này nắng rồi. Đây, đây nè em cầm nè. Đi, đi 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 cầm cho. Đây là dưa leo cả nhà. Nắng quá vàng lá, nắng rồi gặp mưa lại nó vàng cho nè. Có nữa đó. Đuôi sẵn vậy. Nè cái xuống này sọt sọt. Ô đây. Hai người ơi. Ôi, con gì mới bò qua hay luôn. Cụ cãi nhưng mà rớt nắng quá vậy không nổi nó giọt về mất tiêu rồi. Ghê rồi kìa. Ờ, ngửi hàng này con. Tới luôn đi, về tới. Ơi, chọc rồi, chú có dừng nói dưới đó nha. Lên cục đó đó. Hay vậy. Mới trường mé, ngay cái ổ nó gì đó. Vô cục này đó. Đây à, nè, trước mặt anh, trước mặt anh á. Ờ đó đó, ngay xuống á. Cho giật nữa mày giật đây thôi, giờ lên coi cho giật nữa nó. Đó, giật lặng rồi, lặng rồi, lặng rồi. Hay ha. Lặng ở sau lưng á bắp.
lứa. Đang lên đắng lắm á. Lên luôn bắp ơi. Đó, phước đó. Để trở lại. Dạ. Nín đi ạ. Đi rồi. Đi hen gì rồi? Bắp bắt hàng trên kìa, hàng trên thôi kìa, cho nó không hư, bư không bư, dạ đó. Bỏ mình dầu quá. Huỳnh Phước ơi, ông đu phơi nữa rồi. Đó đó, lu đầu. Đó, cái mỏ đó. Không vô nữa rồi hả? Nó ra đi bắp. Bắp bên trên này, bắp bên trên này, bắp. Trên bắp. Lên lạ, lên lạ. Cái nữa ai vậy? Đưa cái xuống không? Một em nữa. Nín qua nín. Thế mà bắp ơi. Trời ơi, chạy dưới lưng chút bự đó. Trời ơi, vô hang rồi. Gì chụp ngay chăng cái hang vô hang qua. Lớp chút bự. Xuống rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Hết hồn chút bự luôn. Chăng cái hang, trời, chụp chụp cái hang luôn. Cắt lúa thì dọn qua đây xong chứ đâu. Hay nó hả? Rồi. Ôm mất này. Rồi đừng có cây cho cây sóc ngược lên đừng trúng vô tay anh Phước. Quay động không được. Nhắc luôn đó.
Có khi nào vô đó nó báo con ếch trong hang đó không? Ôi hôi. Giấy. Ôi ôi to. Bọc nó bên hơi dữ quá. Vô cái hang nhỏ quá quay đầu ra không được ha. Vô rồi thưa. Này có nữa. Đây gì hút? Đây là hút. Không cục nó bạ đây mới gì đó. Đây này hách nè. Nhanh đó đó. Bóc thủ thụ kìa. Trứa gì mà hang nhỏ dữ trời. Dạ bắp. Dạ con. Đây nè. Chứ dạ. Bắp bắp dạ con. Xuống con. Nó đuôi kìa. Lên hang tôi nè. Đó ở đó đang đó. Đó đuôi bạn kia đó. Ấy đậu lên nè. Đuôi nó bự quá. Đuôi bạn kia đó. Ôi, cái bá lửa luôn á. Dài nữa quá. Bự không? Hơi hổ bự. Hay quá bắp ơi. Có bạn kia nữa dần kẻ nữa. Còn không? Nó 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 rồi. Dứt em nó. Còn mát. Ô. Xíu. Đi rồi, dễ ăn quá mà. Thứ này mát. Dù như mấy mương cặp mấy mương là mệt nhảy xuống chìm nước à. Giọng đâu? Nó gầm bánh nè. Đường đi lấy gì mở còn đó. Đụng gì đâu đây vậy? Đụng ai đây ơi? Hang này dữ lắm chột nè. Bây giờ tôi đang thấy cái ăn không nhìn. Đúng rồi đó. Thọc xuống lại ha. Nó
con nữa. Bự bự luôn à. Đi đi, cho nó khỏe đi. Rồi nha. Để bị chui giá. Ê! Trời ơi! Ủa sao có con nữa hả? Lứa bự đi ra ngoài gì. Lứa bự quá. Trời ơi, chỗ có vàng nè. Hủ la cái giật mình. Làng bắp giật mình nhau. Hết sức to luôn. Biết cục ngon vàng. Bữa bự không? Bữa nhà chồng tao. Để là khỏi. Lên bả nó lên xuống đây. Đây cầm giống đây luôn thôi. Bỏ vô đi cầm đây luôn. Ui nó bự. Con kia ra sao không quay cái đầu vô trước. Xíu. Ăn lắm á. Ừ. Anh Phước nhào qua kìa. Đứng con chuột bự. Anh Phước nó bắp nó bự con giò mà anh Phước không tin được. Hàng bẩn qua đó. Đó đó. Dưới lớp chuột bự. Bông máy không kẹp luôn. Đó, bưng giò nữa hết. Còn một giờ cái suốt coi chuyện tung ra đó. Đang rồi. Đủ đầu không rồi. Nhẹ đi. Chứ nó buồn chuột bự. Vậy con có mình kìa. Phải không? Ừ. Con cái, con cái. Cái, vô. Phải. Phải cho bên kia. Phải. Nó bên vườn của người ta không phải, cho mực mà. Chú đen. Trời ơi, chuột. Còn nữa hay vậy? Hết rồi, còn một à. Bắt còn xứng đáng còn á. Bá lửa. Đừng bỏ mà đó nha. Anh em mình bắt hết tới cái động mương này nữa cái anh em mình về được rồi. Ui. Quay nè. Vậy? Vô hàng đâu đó đó. Bắp làm như lắm làm mà chưa xuống nước. Đúng chưa? Nó báo con kia rồi.
vô tình bắt được con kia trong hang luôn, nó vô trong hang kìa. Bự hơn không? Con này nó chạy vô báo kia con trong hang. Con sao bự. Ủa nó ơi, con đó nãy lại. Chưa nghe. Sao bự hơn con này nè, con này mấy con chó đảo nè. Hang này cặp cái gì? Ôi, quá im. Hai máy bơm mới được. Hổ hủ dùm đi tay mà móp bơm chứ. Ngắt chung gì đó là hả? Bà máy luôn. Quá khá luôn rồi. Muốn chạy ra đâu, bắp nó hồn tới kìa. Bắp phồn quá, chạy lại mình hang gì. Bắp nó ra đi con. Kìa nó ngắt ngắt đó kìa. Mình đó ở đâu rồi? Thép á. Ngắt đó rồi đó. Ngắt đó rồi. Chỗ này đó rồi. Ra. Muốn chạy. Lúc lên trên này à. Gọi xuống đó đó anh Phước. Nó đâu rồi? Đâu nó mẹ, đâu phải mẹ. Nhỏ xíu mà. Tên. Còn mẹ nữa. Ăn lại đây nè. Hổ hai bên kia kìa bác. Dạ, đâu rồi, đâu rồi? Dạ. Cắn như cái giò. Đạp giò nha. Đạp cắn như cái giò. Dạ. Mới vừa lủng à, chưa sao. Đầu mẹ bự. Trời móp vô con giò cái. Quá máy quá trời luôn. Lát ngợp ngợp gì không nổi luôn.
Trời ơi, này trụng lúa. Đủ ăn cho anh Phước. Dữ lắm rồi, này lắm nhiều quá. Mấy cái lô. Mạnh mạnh không kìa. Cũng hơi khá cả nhà ơi. Còn cũng gần 20 con ạ. À. Bây giờ anh em mình đi về ha, nghỉ ngơi cho khỏe, đi rồi làm chuột, rồi chiều anh em mình làm món lươn xương thưởng thức ha. Giờ anh em mình cũng xin kết thúc clip đây cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha, bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Chào anh nhí, anh nhí. Bắp bắp bắp, về bắp ơi.